Ôi trời ơi. Cha, mau qua đây. Cha ơi, mau qua đây. Nè con gái đi chậm một chút, cha đi theo con không kịp rồi nè. Cha ơi, mau nhìn kìa, đám mây kia lớn thiệt đó. Wow, đúng là một đám mây rất lớn ha. Nè. Cha, cha nhìn kìa. Con thích cái vòng ngọc đó. Ồ, đúng là rất đẹp đó. Con muốn mua. À, nếu con thích, cha sẽ mua cho con. Đi. Dạ. Mới lặng ra, cô nương vừa rồi liếc mắt đưa tình với người, có phải để mắt tới người hay không? Đương nhiên là vậy rồi. Đúng là món quà từ trên trời rơi xuống cho ta rồi. Đi thôi, đuổi theo. Trời ơi, chết ta rồi. Mong của ta, trời ơi, tao có đi được à? Đi đứng kêu gì kỳ cục vậy? Không thấy đường hay sao hả? Trời ơi, bà dám chặn đường của Bối Lạc Gia, không muốn sống nữa hả? Thì ra là Bối Lạc Gia. Trời ơi, Bối Lạc Gia, đụng đâu vậy? Người có đau đâu không? Một người có đau không? Bà đừng đụng cho ta mà, trời ơi, bà làm gì vậy? Bà chặn đường làm gì chứ? Trời ơi, tôi đâu có cố ý đâu. Bối Lạc Gia, cô nương lúc nãy có đẹp không? Nó là con gái của tôi á. Hả? Trời ơi, trời bà xấu như vậy sao mà có thể được? Không có đâu. Không đúng. Trời, người nói tôi không đẹp hả? Tôi cảm thấy là mình rất đẹp mà. Có phải người muốn nghe chửi không? Đừng nói đẹp. Trời ơi, hồi tôi còn trẻ thật sự rất đẹp, từ đầu tới cuối phố đều thích tôi hết đó. Tên bà là gì? Tôi là Tiểu Sảnh. Tiểu Sảnh? Người có thể gọi Sảnh Sảnh hoặc là A Sảnh. A Sảnh hả? Nhưng ta sống ở huyện Tam Hà lâu tới vậy rồi, tại sao chưa từng nghe nói tới cái tên Tiểu Sảnh vậy hả? Sảnh Sảnh gì? Chuyện này vốn không quan trọng. Có phải người thích con gái tôi không? Nhìn bộ dạng của người kìa. Bố Lạc Gia, tôi nói người biết nha, con gái của tôi không có dễ theo đuổi đâu. Nếu người thích con bé thì phải... Cái này hả, tuyệt đối không thành vấn đề gì. Chỉ cần con gái của bà hả, hầu hạ ta cho thật là tốt, thì cái này chắc chắn không thiếu phần của bà hả? Trời ơi, tốt quá trời. Sao hả? Đi hả? Trời, Bố Lạc Gia, người đi hẹn hò với con gái của tôi, bọn họ đi có tiện không? Được rồi, nè, mấy người các ngươi mau về trước đi. Hả? Bố Lạc Gia à? Trời ơi, như vậy không ổn lắm đâu. Hắn nói không ổn đâu. Không ổn? Có gì mà không ổn chứ? Hai người phụ nữ chứ một ông già thì có thể ăn được thịt ta sao? Hả? Mấy người đừng nói nhiều lời nữa, làm ơn về giùm đi. Về. Trời ơi, hay là dẫn chúng đi luôn đi. Được rồi, mà cút đi. Dạ. Đi thôi. Thiệt tình, đi Bố Lạc Gia. Bên này nè. Được. Đi. Bố Lạc Gia, người thấy chỗ này không tệ chứ? Dù dẫn với một cô đương có cần giết nhiều người vậy hay không? Đây có phải là nhà của tên họ Thu sao? Ta phải đi rồi. Trời ơi, Bố Lạc Gia, người con người đi đâu vậy? Căn nhà này đâu có ai ở, chúng tôi thuê để buôn bán nhỏ thôi. Người coi, tôi bỏ công bố trí cho người, người nói đi là đi sao? Vậy nhưng mà Sương Nhi. Dạ. Mẹ à. Nhưng mà ta phải đi rồi, không được, ta phải đi rồi. Bối Lạc Gia. Đây. Người xem, vừa nghe nói có người sắp tới, tôi liền vội vàng thu dọn chỗ này từ trong ra ngoài, sạch sẽ gọn gàng rồi. Người không vào trong ngồi một lát thật là quá đáng tiếc đó. Nhưng mà chỗ này... Chưa kể là bây giờ chúng tôi làm ăn không tốt, không dễ tìm việc làm. Cho nên là sẵn tiện người đã tới rồi thì nhờ ủng hộ một chút đi hả? Vậy à? Bối Lạc Gia, nhưng sao có thể nói đi là đi vậy? Người coi tôi thu dọn cho người nè. Trời ơi, không phải tốn công vô ích rồi sao? Đúng vậy đó. Chưa kể còn có món ngon chưa có nếm thử. Mau hầu hạ Bối Lạc Gia cho tốt đi. Hầu hạ Bối Lạc Gia đi. Trời ơi, Bối Lạc Gia.
Ông à, chuẩn bị chút đồ ăn đi. À được thôi. Trời, con đúng là ngốc mặt này. Mời bố Lật Gia vào trong. Nhưng mà bố Lật Gia cẩn thận chút nha. Trời ơi, bố Lật Gia mời ngồi. Được. Ngồi. Nhà đầu đáng chết này, qua đây con đứng đó làm gì? Phải qua đây ngồi cạnh ta nè. Nè qua đây với bố Lật Gia đi. Này. Trời ơi, như xưa cô nương. Trời ơi, làm gì vậy? Nó thích bố Lật Gia cũng đừng thô lỗ vậy chứ. Bà nói xem con gái của bà sao lại mạnh tay tới như vậy chứ. Trời ơi, chết ta rồi, đau quá đi. Đương nhiên là bị thương rồi. Bố Lật Gia có điều không biết rồi. Hai mẹ con tôi đúng là số khổ mà. Chỉ vì căn nhà này. Căn nhà này đều do hai mẹ con tôi trang trí đó. Từ bàn tới ghế đều là con gái tôi di chuyển hết. Vì vậy nó cũng khỏe hơn người ta. Đúng đó. Hả? Ơi trời. Như Sương à, cô yên tâm nha. Hả? Chỉ cần cô theo ta, ta đảm bảo cô được ăn ngon mặc đẹp, tuyệt đối không để cô phải chịu khổ nữa đâu. Hả? Mau đa tạ bối Lật Gia đi. Đa tạ bối Lật Gia. Ây trời, cô nói câu này nghe dễ thương làm sao đó. Ta thích lắm, ta rất là thích. Nè, qua đây để ta thơm một cái nha. Ôi trời. Trời, sao lại là ông vậy? Ta muốn hôn cô ấy mà, tại sao biến thành ông vậy chứ? Là người đưa mặt qua bà, tôi cũng hết hồn rồi. Trời ơi, mau tránh ra dùm đi, tránh ra. Nè, qua đây, Dư Sương à, qua đây, này. Trời ơi, bố Lật Gia, ngồi xuống đi. Chúng ta uống một chén đã. Trời ơi, ông già đáng chết này, hù chết người ta. Bố Lật Gia, mau rót rượu cho bố Lật Gia đi. Còn nhìn còn ngó gì nữa. Mau mời bố Lật Gia một chung đi. Mời bố Lật Gia, tôi mời người một chung. Bố Lật Gia gì chứ, gọi bố ca ca đi. Bố ca ca nè, tôi mời giờ bố Lật Gia khác rồi. Trời ơi, bố Lật Gia đúng là tủ lượng cao quá. Thêm một chung nữa. Bố ca ca, thêm một chung nữa nha. Mời quên một chung. Được. Mời bố ca ca. Trời ơi, bố Lật Gia giỏi thiệt nghe. Đây, tôi rót chung thứ ba cho người. Bố Lật Gia đúng là tủ lượng cao nha. Đúng đó, đúng là tủ lượng cao. Chỉ cần Sương quay thấy vui, kêu ta uống 10 chung ta cũng đồng ý. Trời ơi. Được, uống rồi. Tốt quá, mau mời đi. Sương cô nương mà. Mời tiếp. Trời đất ơi, uống gì? Uống vậy đâu có đã chứ. Nếu cái bình rượu này bố Lật Gia có thể uống hết được thì tốt biết bao nhiêu. Ồ, cái bình rượu này sao? Chuyện này hơi khó rồi đó. Trời ơi, bỏ đi. Uống vậy ảnh hưởng sức khỏe lắm. Đúng vậy. Bố Lật Gia đừng. Khoan, trời ơi, chỉ cần Như Sương cô ấy cảm thấy thích vậy là được. Ta uống ha. Tôi thích lắm. Uống cái giò sao? Ngủ có nổi không đây? Ta uống. Trời ơi, đừng tôi mà. Tôi thích lắm luôn. Đừng. Tôi thích lắm. Ta uống. Lật Gia đừng mà. Để ta nhìn nè, ta uống nha. Ủa nè, đừng uống mà. Đừng bố uống. Bố Lật Gia đừng mà. Đừng mà. Ôi trời ơi, tủ lượng khá lắm đó. Uống xong rồi. Trượng phu đích thực, bậc trượng phu. Nè, gấp rau ăn đi hả? Hết rượu rồi đi lấy rượu đi. Hết rượu rồi sao? Được, tôi đi lấy rượu ngay. Như Sương cô nương à, trời đang nóng nực vậy, sao cô mặc quần áo chi cho nhiều vậy? Uống không có nổi đâu. Trời ơi, đi thay bộ đồ mát mẻ chút đi. Vậy bối ca ca, huynh đợi một lát, tôi đi thay bộ đồ, tôi quay lại liền. Đừng. Đi lẹ nha. Trời ơi, bố Lật Gia, tôi có chuyện này muốn nhờ người giúp đỡ nè. Nói đi, có chuyện gì? Chỉ cần ta có thể giúp được cho bà, ta nhất định sẽ giúp mà. Người xem cả nhà chúng tôi thật sự rất thích căn nhà này. Chúng tôi rất muốn mua lại căn nhà này. Nhưng mà tôi nghe nói là căn nhà này từng xảy ra án mạng. Tránh ra đi.
Người đâu? Bắt cô ta lại mau. Bỏ lên. Hai người các người còn đứng ra làm gì hả? Trời ơi, hai người các người đi ngoài lớn rồi. Chỉ trêu ghẹo của ta, có cần phải giết người như vậy hay không hả? Trời ơi, đi mau. Tôi nghe nói vụ án mạng này có liên quan tới người đó. Không liên quan tới ta nha, không liên quan tới ta. Ủa, không có liên quan tới người sao? Rượu đây rồi. Nè, Bối Lạc Gia. Nè, uống đi. Nè, rượu ngon lắm đó. Chà, uống được lắm. Ôi, Bối Lạc Gia tủ lượng cao. Tủ lượng cao, tủ lượng cao. Phải đời, như vậy đâu phải là uống rượu mà là chút rượu đó. Rồi, Bối Lạc Gia biết uống mà. Không phải tủ lượng cao sao? Nam tử chân chính, nam tử chân chính mà. Sao chứ Bối Lạc Gia? Như Sương, nè nè nè, ngồi đi. Bối Lạc Gia. Bối Lạc Gia. Quỳnh coi mỗi mặt như vậy đủ mát mẻ chưa? Mát mẻ, mát mẻ. Bối ca ca, mụi chuẩn bị một chén canh giải rượu cho Quỳnh rồi nè. Quỳnh cũng uống đi, mụi đốt nha. Trời, con bé đáng chết vậy, con làm cái gì vậy? Đây đâu phải là canh giải rượu gì đâu. Nó còn nồng hơn rượu nữa. Trời đất ơi, xin lỗi nha, Bối ca ca. Mụi lấy lầm rồi, mụi đi chuẩn bị chén khác cho Quỳnh ha. Đừng, bà Bối ơi, xin mụi đó, đừng lấy nữa. Đừng. Trời ơi, mau ngồi đi, Bối Lạc Gia không trách con rồi. Bối Lạc Gia, còn chưa nói xong chuyện đó. Vừa rồi không phải tôi nói muốn mua căn nhà này sao? Nhưng mà người ta không có bán. Trời ơi, mấy hôm trước tôi hỏi một đạo trưởng. Đạo trưởng nói nếu chúng tôi muốn mua căn nhà này thì buộc phải tìm ra được người có mặt ở trong vụ án, giết hết lại quá trình. Đạo trưởng làm phép thuật đem đốt nó, vậy căn nhà này mới bán được cho chúng tôi. Đúng đó. Người coi bây giờ phải sao? Bối ca ca, Bối ca ca, Quỳnh nói cho mụi biết chuyện này có phải là thật không? Quả thật mụi rất thích căn nhà này đó. Quỳnh mua cho mụi đi, mua cho mụi đi mò. Được. Chỉ cần là mụi thích, thứ gì ta cũng sẽ mua. Có điều mụi phải lấy ta trước nha. Mình động phòng trước nha. Đây, nhanh lên. Nếu hắn dám làm thật, vậy sẽ tiến hắn luôn. Trộn, đừng có nóng. Bối ca ca tới đây. Bối ca ca mau lên. Cầm lấy. Người vội vàng cái gì chứ? Dù con muốn cởi cũng là Sương Sương cởi giúp. Sao lại là bà chứ? Nó hay ta cởi cũng không phải như nhau sao? Đúng đó. Vậy sao có thể là như nhau được? Trời ơi, người coi tôi nói sai rồi. Ý của tôi muốn nói, nếu như người không giết ra thì sao có thể đi ngủ được chứ? Nhưng mà phải làm sao mới biết quá trình sự việc? Chuyện này người phải nghe đạo trưởng. Đạo trưởng sẽ nói người biết nên giết thế nào. Đạo trưởng? Đạo trưởng ở đâu hả? Đạo trưởng tới rồi. Vô lượng thọ Phật. Quả nhiên là đạo trưởng. Lợi hại. Ngươi quay ta chóng mặt quá đi à. Lợi hại còn ở phía sau đó. Hả? Phía sau? Hả?
Nè, ngươi đừng có chạy nữa. Nè, ngồi đi bối lạc gia. Các người muốn làm gì vậy? Ôi trời, bối lạc gia, sau khi người viết quá trình ra, đạo trưởng sẽ đem nội dung người đã viết đốt chung với lá bùa này luôn. Đốt xuống âm phủ bọn họ nhìn thấy rồi, chúng tôi mới có thể mua căn nhà này. Đúng đó bối ca ca, không phải Quỳnh thích muội sao? Quả thật muội rất thích căn nhà này. Quỳnh mau viết đi. Vậy sau khi ta viết quá trình xong, lỡ như ta rơi vào tay của quan huyện thì ta phải làm sao đây? Trời ơi, phụ thân của người không phải là Phúc Quận Dương sao? Đừng nói là một quan huyện, cho dù là quan lớn hơn cũng không có làm gì được. Đúng đó bối ca ca, Quỳnh hãy mau viết đi. Đúng rồi, mau viết đi. Không sao, tới lúc đó tụi đem đốt nó chung với lá bùa rồi chẳng phải được sao? Đúng rồi. Đúng đó. Vậy cũng phải ha. Nhưng mà trước giờ ta chưa từng viết nhiều chữ vậy. Ê, không sao đâu, tôi đã chuẩn bị xong cho người rồi. Trời, ở đây nè. Nè. Người chỉ cần lăn tay lên trên này là được rồi. Lăn tay đi, lăn đi. Bối ca ca, Quỳnh mau lăn tay đi. Mau lăn tay đi. Trời ơi, bối ca ca, mau lên đi. Đúng, lăn đi, lăn đi. Vậy là xong. Mau ngủ đi. Vậy là xong rồi. Xong rồi. Đây là nơi nào vậy? Đây là ở đâu vậy? Thuần bối lạc to gan, người thân là hoàng tộc, biết pháp phạm pháp, dũng là coi trời bằng chung. Nếu như người đã biết ta là hoàng thân quốc thích, vậy thì người có thể làm được gì ta? Hả? Các người ai dám đầu cho ta? Hả? Ai dám đầu cho ta? Hả? Người là Thu Quan. Người không phải là người đại trung ám khí của cửu nương rồi chết sao? Hả? Người nổi tên những giả đó, tên cửu nương. Thuần bối lạc, nếu như người đã khai ra rồi, người mau đền mạng đi. Thu Quan, Thuần bối lạc, người vì tham sắc và phải tạm án diệt môn. Đây là bản khai nhận tội của người. Còn nữa, thanh đao dùng làm hung khí gây án khi đó, trên đó có khắc Phúc Dương quận phủ, người còn gì để nói nữa không? Thì ra đây là cái bẫy do ngươi tạo ra. Ta là một bối lạc gia, các ngươi làm gì được ta chứ? Các ngươi làm gì được ta hả? Thu Quan, ở trên công đường không được làm cái. Phương Vũ Minh, mọi chuyện nghe đại nhân định đoạt đi. Thu Quan, ngươi tạm thời nhẫn nại, lui sang một bên. Thuần bối lạc, ngươi đã nhận tội, hơn nữa chứng cứ đã rõ ràng, bổn quan phải tấu lên triều đình trị tội của ngươi. Bành băng, ngươi chẳng qua chỉ là một quyền lệnh quyền tam hà nhỏ nhoi, cho dù ta thừa nhận do ta làm á, ngươi có thể xử trí được ta sao? Quỳnh à. Thuần bối lạc, cho dù bành bằng ta không trị được ngươi, lẽ nào đương kim hoàng thượng cũng không trị được ngươi sao? Ta sẽ đem tội chứng của ngươi giao cho hình bộ, giao hình bộ trình tấu hoàng thượng định đoạt. Tới lúc đó ngươi cứ chờ hoàng thượng trị tội ngươi ra sao đi. Ta có phục. Gọi mã ta tới đây. Gọi em mã ta tới đây. Gọi em bắt hắn lại. A mã. Đứng im. A mã ơi, cứu con. Ta gọi em mã ta tới đây. A mã ơi, ta nhổ.
Nếu như người đã nhận tội, A Mã người tới cũng không cứu được người đâu. Dẫn xuống đi. Đợi A Mã ta tới. Các người từng người một, từng người một đều phải chết. Đi. Đều phải chết hết. A Mã ơi, cứu đi. Con. Các người nhớ đó. Đi. A Mã ơi, cứu con. Đại nhân, nếu như Phúc Quần Dương đó đến đây đòi người thật, chúng ta phải làm sao đây? Thu Quan, bây giờ ta đã có chứng cứ xác thực, có luật pháp nhà Thanh rồi. Sợ gì Phúc Quần Dương đó chứ? Ngươi không cần phải lo. Bạch Hưng. Dạ. Hà Bố đâu? Đại nhân, ở đây có tấu sớ của bổn quan. Ngươi đem theo bản khai nhận của Thuần Bối Lạc và cả chứng cứ, lập tức đi tới kinh thành, giao cho hình bộ trinh quan thường định đoạt. Rõ. Thu Quan. Dạ. Tạm thời ngươi cứ lại chỗ của bổn quan đi. Đương kim thánh thượng là một vị minh quân, ta tin tưởng ngươi nhất định xử lý công bằng. Ngươi chịu khó nhẫn nại, chờ đợi tin tốt lành đi. Đa tạ đại nhân. Tốt rồi. Chuyện này cuối cùng cũng tạm kết thúc rồi hả? Hương Vũ huynh, Âu Dương tiên sinh đâu rồi? Ôi trời, sơn huynh của tôi cũng vì huynh cả mặt bôi đầy yên chi bột phấn, bây giờ á về nhà tẩy trang rồi đó. Ê, cuối cùng cũng về là nguyên trạng. Đại sư huynh, lần này huynh đóng giả mẹ muội đúng là rất đẹp đó. Đúng đó, xinh đẹp lắm luôn. À, có điều sư muội, muội cũng hy sinh không ít đó. Đúng đó. Dạ. Đại nhân, Âu Dương tiên sinh, hôm nay Thu Quan được rửa sạch nỗi oan nhờ các vị đã dốc lòng giúp đỡ, không có gì báo đáp, xin nhận Thu Quan một lại. Ê, nè nè, trời ơi, đứng lên đứng lên. Ê, sao Thu Quan huynh lại khách sáo như vậy chứ hả? Chuyện của huynh chính là chuyện của tất cả chúng tôi hả? Đúng đó, lần này tôi xuống núi làm được một chuyện có ý nghĩa như vậy, quả thật tôi rất là vui. Thu Quan à, lần này huynh có thể ăn nói với người nhà rồi. Ừ, đúng vậy. Bây giờ chỉ đợi hoàng thượng định đoạt thôi. Cái gì hả? Ngươi vừa nói cái gì? Bẩm nhân gia, Bối Lạc gia, bây giờ Bối Lạc gia đã bị bắt giam trong nhà lao của huyện Tam Hà rồi. Hả? Phản rồi, phản rồi, phản rồi. Giỏi cho mình bằng ngươi, cả con trai của ta đường đường hoàng thân Thuần Bối Lạc ngươi cũng dám bắt. Rõ ràng ngươi không coi Phúc Quận Dương ta ra gì rồi. Người đâu? Dạ. Mau chuẩn bị kiệu, lão phu phải tới huyện Tam Hà nhà đi gặp Banh Băng đòi ngươi. Rõ. Dương gia. Ti chức Trần Nghinh Đống Trễ, xin Dương gia thứ tội. Banh Băng, người đúng là to gan. Bẩm Dương gia, Hà Quan tuy có nghinh đón buồn một chút, nhưng mà cũng không tới nỗi Dương gia trách cứ như vậy. Ta hỏi ngươi, bây giờ con trai ta đang ở đâu? Bẩm Dương gia, Thuần Bối Lạc bị giam trong đại lao huyện nhà. Hoang đường! Con trai ta là hoàng thân quốc thích, biểu huynh đệ của đương kim thánh thượng. Một quan thất phẩm hèn mọn như ngươi, dựa vào đâu mà giam Thuần Bối Lạc chứ? Hồi bẩm Dương gia, luật pháp nhà Thanh có câu nói, dương tử phạm pháp tôi cũng như thường dân. Thuần Bối Lạc trêu ghẹo phụ nữ nhà lành, ép gian không thành tan hại mạng người, giết hại tính mạng cả nhà Thu Quan. Xin hỏi Dương gia, Hà Quan nên bắt giam hay là không nên bắt? Người nói sằng nói bậy, có chứng cứ không? Bẩm Dương gia, chuyện này Thuần Bối Lạc đã chính miệng khai nhận, hơn nữa cũng tự lăn tay luôn rồi. Cái gì? Lăn tay rồi à? Được, vậy ngươi đem bản khai trình lên đây cho bổn dương. Bẩm Dương gia, Hà Quan đã sai người đem lời khai tới kinh thành trình lên hoàng thượng. Ông, ngươi vừa nói cái gì? Cũng như Dương gia vừa mới nói, Hà Quan chỉ là một quyền lệnh thất phẩm còn con, làm sao xử được Bối Lạc gia chứ? Cho nên Hà Quan đã sai người đem tội trạng đưa về kinh thành, giao cho hoàng thượng định đoạt. Ngươi! Được, con ta không sao thì thôi, nếu có thương tích nhỏ nào, bổn dương thề sẽ không tha cho ngươi đâu. Về phủ. Rõ. Tiễn Phúc Quận Dương.
Đại nhân, quả thật tôi quá khâm phục người rồi. Đường đường là Phúc Quận Dương cũng bị người ép đi tới đường cùng. Người đúng là quá tài giỏi mà. Phúc Quận Dương tới đây để đòi người, ta còn có thể tranh luận nói lý từ chối hắn. Chỉ e là hắn ra tay cướp người thôi. Nhưng mà ta nghĩ có Âu Dương tiên sinh, còn có Hương Chủ nữa, cho dù có ra tay chúng ta cũng không sợ thiệt. Cho nên ta mới dám ưỡn ngực hùng hồn tranh luận với hắn ta. Đại nhân, người có điều không biết rồi. Bây giờ huynh đệ Âu Dương tiên sinh vốn không còn ở phủ nữa.